Chào mừng quá anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vinh. Thì lần trước em có làm một video về mẫu xe Fortuner phiên bản máy dầu xích rộng một cầu này. Thì thấy khách hàng vào comment rất là nhiều và chúng ta nói là chiếc xe này bị cắt đi option. Và chiếc xe này thực sự là bây giờ giảm giá mà cắt option thì nó có cái giá trị gì? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh cùng một lần nữa tìm hiểu lại cái chiếc Fortuner phiên bản máy dầu xích rộng một cầu này và những trang bị option bị cắt đi với mức giá mới thì nó có xứng đáng hay không. Và trước khi chúng ta cùng nhau điểm đến những cái option bị cắt đi thì em Vinh xin chia sẻ với quý anh chị một điều như sau. Thì đầu tiên chúng ta hiện tại Fortuner đã bị cắt đi cái phiên bản sửa sàn rồi nha quý anh chị nha. Hiện tại nhà máy sẽ không sản xuất phiên bản sửa sàn dành cho mẫu xe Fortuner phiên bản máy dầu được lắp ráp tại thị trường Việt Nam nữa. Và chúng ta chỉ còn lại tất cả các mẫu xe Fortuner đều là phiên bản sửa tự động hết nha. Và để cho nó phù hợp với mức giá thành tại thời điểm hiện tại và cùng với đó là cái mục đích tiêu dùng của khách hàng thì đã có cái chiếc Fortuner phiên bản máy dầu sửa động một cầu. Phiên bản này đã bị cắt đi một vài option nhỏ và cùng với đó thì đã giảm xuống mức giá rất là tốt. Ngày trước mà chúng ta mua chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu số sàn với mức giá là 1.026.000.000, nhưng mà bây giờ chúng ta mua chiếc xe này với mức giá là 1.055.000.000, vậy thì chỉ chưa tới 30.000.000 đồng, chính xác là 29.000.000 đồng, thực con số chính xác luôn nha quý vị nha. Đó, chênh lệch 29.000.000 đồng so với phiên bản hiện tại. Xe sản xuất năm 2024 và trang bị công nghệ option thì khẳng định là nhiều hơn phiên bản số sàn rất là nhiều. Mà nhiều khi chúng ta bỏ ra thêm 29.000.000 nữa cũng không thể nào độ được những cái trang bị như trên chiếc xe Fortuner máy dầu sửa động một cầu này. Đó, và chiếc Fortuner này sinh ra với mức giá tốt hơn và chỉ cắt đi những cái option thực sự nó không phải là quá là quan trọng. Nó chỉ mang tính chất trang trí thôi. Và khách hàng có thể hoàn toàn trang bị thêm tại đại lý. Và số tiền trang bị thêm chắc chắn sẽ không bao giờ bằng số tiền nhà máy giảm giá cho quý vị đâu. Để quý vị yên tâm. Đó. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào với chiếc Fortuner phiên bản máy dầu sửa động một cầu này để biết được thực sự cái sự so sánh chi tiết giữa phiên bản máy dầu hiện tại và phiên bản máy dầu của năm 2023 với mức giá 1.118.000.000 và 1.055.000.000, nó sẽ có những cái gì thay đổi ở trên chiếc xe này và liệu thực sự 1.055.000.000 có xứng đáng để sở hữu chiếc xe này hay không. Và em Vinh xin khẳng định là chiếc xe này hiện tại chúng ta đã không có xe giao liền nha. Khách hàng đặt rất là nhiều và hiện tại chiếc xe này chúng ta phải đặt hàng từ 1 đến 2 tháng mới có xe. Và bây giờ thì không để quý vị đợi lâu nữa, hãy cùng em Vinh tiến vào với những trang bị công nghệ trên chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu sửa động một cầu này nha. Và cho những quý chị nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh TV Tỉnh nha. Mà thấy video này hay thì hãy chia sẻ video này để nhiều khách hàng biết tới hơn vì cái sự thay đổi của Fortuner này với mức giá mới tốt hơn và hợp lý hơn rất là nhiều so với túi tiền của khách hàng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh điểm đến những cái trang bị ở trên cái chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu sửa động một cầu màu bạc đang có mặt tại showroom Toyota Hùng Vương nha. Về những cái trang bị cắt đi và cùng với đó là mức giá mới 1.055.000.000 đồng có thực sự hợp lý cho chiếc xe này hay không. Như em Vinh có nói đầu video, đây là một chiếc xe là phiên bản thấp nhất. Ngày trước chúng ta có cái phiên bản số sàn thấp hơn, nhưng mà hiện tại bây giờ do cái phiên bản số sàn đã bị lược bỏ đi, đây là phiên bản tiêu chuẩn nha quý anh chị nha. Đó, nên giá thành nó sẽ thấp hơn và tốt hơn để dễ khách hàng tiếp cận hơn. Thì đầu tiên so với phiên bản trước thì chúng ta vẫn sẽ được giữ nguyên cái phần đầu xe, không có gì thay đổi hết nha quý anh chị nha. Không có gì thay đổi do với phiên bản mà chúng ta mua năm 2023 với mức giá 1.118.000.000 đồng. Không có gì thay đổi quý anh chị. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng phía trước vẫn được sử dụng là bóng đèn bi LED, vẫn sẽ có thanh mạ chrome ở phía bên ngoài xe. Đó. Rất đẹp quý anh chị ha, cùng đèn thiết kế với bóng đèn bi LED sợi chrome ẩn phía bên trong tạo điểm nhấn cho cái đầu xe, chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu sửa động một cầu này. Phía ngoài vẫn được trang bị thanh mạ chrome tạo điểm nhấn ở cái phần đầu xe. Nhìn chiếc xe rất là đẹp, rất là quyến rũ nha quý anh chị nha. Phía dưới chúng ta vẫn được trang bị với bóng đèn sương mù dạng LED và bổ trợ thêm cho bóng đèn chiếu sáng phía trên để chúng ta di chuyển qua ban đêm một cách dễ dàng hơn. Nói chút xíu em sẽ vô trong xe để thử cái cường độ ánh sáng của chiếc xe này cho quý chị coi luôn. Ban ngày chúng ta nhìn về ánh sáng màu trắng vẫn rất là mạnh nha quý chị nha. Một cặp cảm biến góc trước ở trên chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu sửa động một cầu này vẫn sẽ được giữ nguyên. Đèn xi nhan và đèn đờ mi sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây. Đó. Cho cái cách thiết kế của phần đầu xe nó nổi trội hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Mặt lưới tăng nhiệt thì vẫn sẽ được giữ nguyên với cách thiết kế cuốn hút với những họa tiết hình lục giác và làm bằng nhựa đen nhám, rất là cứng cáp cho chiếc Fortuner này. Logo vẫn dập nổi vào mạ chrome nha quý anh chị nha. Về tổng quan phần đầu xe không có gì thay đổi hết quý anh chị, y chang như phiên bản cũ. Về phần hông xe thì chúng ta sẽ thấy được một vài điểm thay đổi ở trên chiếc xe này. Đó, em Vinh sẽ đi từng bước một nha quý anh chị nha. Đầu tiên thì chúng ta để thấy được về cái phần hông xe, kích thước chiều dài cơ sở và cùng với đó khoảng sáng gầm xe vẫn sẽ được giữ nguyên chiếc Fortuner này. Đầu tiên thì chúng ta phải nói tới Fortuner có một cái khoảng gầm sáng gầm xe rất là tốt. Đó, có một cái form dáng hầm hố thể thao. Bộ mâm vẫn sẽ được giữ nguyên với bộ mâm đúc phay xước
và cùng với đó là thăng đĩa 4 bánh cho chiếc Fortuner phiên bản máy dầu sử dụng một cầu này, và vẫn sẽ có đường cua nốt nhựa đen nhám, vẫn sẽ có bệ bước chân bằng nhựa đen nhám rất là đẹp. Gương vẫn sẽ là gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèo rẽ nhận LED trên gương, có chỉnh điện gập điện. Điểm thay đổi thì đây, chúng ta sẽ cùng nói luôn nha. Đây, cái phần này ngày trước chúng ta sẽ được mạ chrome, nhưng mà bây giờ sẽ bỏ cái mạ chrome ở đây đi và sẽ không có da nóc. Thực sự hai cái này nó là hai cái phần trang trí, nếu mà có thì cũng tốt, mà không có thì cũng không sao. Nhưng mà nếu mà trừ vào giá thành đó, thì hai bộ này đại lý vẫn đang bán cho khách hàng nha. Nếu mà thực sự khách hàng mà muốn trang bị hai bộ này đó, thực sự nếu mà mua chính hãng á, chính hãng nha quý vị nha, chưa tới 6 triệu bộ này đó. Còn nếu mua ở ngoài thì em vẫn không biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ rẻ hơn đó. Rồi, phía dưới đây tay nắm cửa vẫn sẽ giữ nguyên mạ chrome, vẫn có nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa đó. Chỉ cách hai option, đó chính là cái nẹp mạ chrome đường chân kiến và cái giá nóc thể thao ở phía bên trên. Rồi, đổi lại chúng ta sẽ có cái hệ thống động cơ dầu Euro 5 8.47 lít cho đường kết hợp và 9.8 lít cho đường trong đô thị, và chỉ có 7.6 lít đối với đường ngoài đô thị thôi. Đó, ăn tiết kiệm hơn so với phiên bản trước nha quý chị nha. Động cơ sạch hơn và cùng với đó là cái tuổi thọ động cơ dầu cũng sẽ cao hơn. Đây, xe sử dụng dầu Euro 5 nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm lại phần hông xe một lần nữa trước khi di chuyển ra cái phần đuôi xe nha. Về phần đuôi xe này, đuôi xe thì chúng ta có gì? Đuôi xe thì toàn bộ phần đuôi xe là không có bị cắt bất kỳ một option nào nha quý vị nha. Vẫn sẽ được trang bị một cái cụm đèn ở phía sau, sử dụng hoàn toàn là bóng LED. Đó, có hai sợi nét ở phía bên trong tạo điểm nhấn cho cái cụm đèn phía sau của chiếc Fortuner này. Vẫn sẽ có thanh mạ chrome trang trí ở đây, miếng mạ chrome này không có bị bỏ đi nha quý vị nha. Đó, xưa là bản này mới có, bản số sàn không có cái thanh này đó. Và phía trên chúng ta vẫn sẽ có cánh hướng gió phía sau, anten dạng vây cá, xây kính sau, gạt mưa phía sau, đèn báo phanh dạng LED trên cao, đầy đủ. An toàn vẫn sẽ được giữ nguyên, bao gồm 4 cảm biến và một camera lùi. Đó, bánh sơ cua dự phòng ở phía dưới, và cùng với đó đèn sương mù phía sau vẫn sẽ được trang bị đầy đủ nha quý chị nha. Không có gì thay đổi ở trên cái phiên bản này ở cái phần đuôi xe. Về phần cốp xe, chiếc xe này của chúng ta vẫn sử dụng cốp cơ từ trước tới giờ, và cái khoang không gian nội thất phía bên trong vẫn sẽ vậy. Một cái điểm thì nếu mà chúng ta so với mức giá ngày xưa, chúng ta mua một chiếc xe phiên bản số sàn với mức giá 1.028.000.000 đồng đó, chúng ta coi đi, làm sao mà thêm 22 triệu mà chúng ta có được những option như phiên bản sử dụng này. Đầu tiên chúng ta sẽ có được gì nè, nếu mà so sánh trực tiếp với phiên bản số sàn ngày xưa bây giờ đã bị lược bỏ đi, và chúng ta mua cái phiên bản sử dụng này cao hơn 22 triệu mà chúng ta có được gì nè, có được đầu tiên đó chính là một bộ ghế da, một hộp số tự động và một cái cách thiết kế bên ngoài đẹp hơn. Nghĩa là bản số tự động ngày xưa không có những cái thanh mạ chrome này đâu quý anh chị. Đó, không có những cái thanh mạ chrome ở phía sau này đâu. Và phía sau cũng không có đẹp được như thế này, bởi vì nó không có mạ chrome mà. Phía trước, đèn phía trước cũng không có hai thanh mạ chrome đâu quý anh chị. Chúng ta tiến vào phần nội thất nhé. Về nội thất thì chúng ta có thể thấy được nè, chúng ta vẫn sẽ được giữ nguyên với rất là nhiều những cái trang bị công nghệ với mức giá 1.055.000.000. Đó, đây, toàn bộ khu vực này bọc da nha quý vị nha. Phía trên đây trang trí mạ bạc, tay nắm cửa mạ rôm, lên xuống kính một chạm chống kẹt, 4 cửa đầy đủ nha quý chị nha. Ghế tài và ghế phụ chúng ta được trang bị ghế da, tất cả các vị trí ghế trên xe bọc da toàn bộ, và cùng với đó ghế tài ghế phụ được trang bị chỉnh điện 8 hướng đó, có bộ lọc khí thải diesel đầy đủ nha quý chị nha. Ngày trước cái phiên bản số sàn của chúng ta với mức giá 1.026.000.000 đó, 24 triệu cộng thêm, chúng ta không có ghế da phiên bản trước nha, toàn bộ ghế chỉnh cơ, và cùng với đó là chúng ta cũng không có bộ được cái bộ số tự động của cái xe này đó. Và chúng ta thử nghĩ được coi, điều hòa trước cũng là điều hòa cơ, đây điều hòa tự động hai vùng độc lập. Nhưng mà chúng ta sẽ bị cắt gì ở trên đây đó. Đầu tiên vô lăng ngày trước chúng ta vô lăng bọc da mạ bạc ba chấu, giờ là chất liệu nhựa urethane đó, bỏ lấy chuyển số thể thao trên vô lăng nhưng mà vẫn còn re control nha quý chị nha. Ga tự động re control vẫn còn đây, nằm phía dưới đây nha đó. Về hệ thống, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng phía trước vẫn sẽ được giữ nguyên, những nút bấm ở trên vô lăng còn nguyên đó. Về màn hình phía trước mặt người lái thì ngày trước cái bảng số sàn và bảng số tự động đều sẽ có cái màn hình phía trước mặt người lái y chang nhau. Nhưng mà ngày trước quý anh chị nào mà đã sử dụng xe Fortuner phiên bản số sàn á, thì chúng ta sẽ thấy được cái bảng số sàn là chúng ta sử dụng chìa khóa, nhưng mà bảng này đã có nút đề start stop rồi đó. Màn hình phía trước mặt người lái thì y chang nhau nha quý chị nha. Trên tất cả các phiên bản cơ bản của Fortuner đều sẽ có góc lái tình trạng chiếc xe và hai bình hộp cơ
thì vọng tổ máy với tốc độ xe của chúng ta. Cái điểm ăn tiền ở đây này, chúng ta nói này, ghế da, ghế chỉnh điện, ghế tải, ghế phụ, nút đề start stop, ga tự động cruise control, và cùng với đó điều hòa tự động hai vùng độc lập, và hộp số thì là hộp số tự động đó, eco và power, hai chế độ chạy, chìa khóa thông minh đó. Rồi phía trên đây chúng ta sẽ được trang bị tabi bọc da ở trên đây đó. Cái này ở trên phiên bản số sàn là bằng nhựa nha quý chị nha, chứ không được bọc da đâu. Đó, màn hình giải trí thì là vẫn sẽ là 6 loa và một màn hình giải trí 7 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đây, về hệ thống đèn, em Vân sẽ quý chị nhìn vào chiếc Vios nha, em Vân sẽ tắt toàn bộ hệ thống đèn đi. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ thử cái đèn cản trước này. Rồi, quý chị đã thấy cái đèn sương mù chưa? Rồi, chúng ta sẽ khởi động tiếp là đèn chiếu sáng ban ngày. Đó, đèn chiếu sáng của chúng ta đó. Rồi, đây là cốt nha quý chị nha, bật pha này. Đó, quý chị có thể nhìn trực tiếp vào chiếc Vios đằng trước thì chúng ta thấy được, và nhìn vào cái phần tường trước của em Vân cũng được. Đó, có sáng không ạ? Quá sáng luôn, em Vân tắt đi này. Đó, và bật lên này, đúng không? Đây là ánh sáng ban ngày nha quý chị nha. Đây là còn qua video rồi đó. Còn nếu mà chưa qua video thì nó sáng như thế nào thì quý chị có thể tự cân đối. Rồi, về những gì em Vân chia sẻ ngày hôm nay đến toàn thể quý anh chị ấy, là mang tính chất để chúng ta có thể đưa ra và lựa chọn một cái chiếc xe sao cho nó phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thực sự thì với cái mức giá 1.055.000 thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều đó, bởi vì so với cái mức giá ngày trước á là chúng ta được giảm tới 60 mấy triệu đó, và cùng với đó là chúng ta sẽ cắt đi một vài option nhỏ thôi, thực sự nó không đáng kể, không đáng kể đó. Đây vẫn có tẩu sạc 12V 120W phía trên, giắc cắm phía sau đó. Phía trên đây chúng ta vẫn được giữ nguyên với hệ thống giàn lặn phía sau, điều chỉnh bằng nút bấm. Phiên bản số sàn chúng ta gạt á, nó xoay núm đó quý vị. Đó, ghế da này, ghế da y chang phiên bản trước nha quý vị nha. Đó, hàng ghế thứ ba thì em cũng đã trải nghiệm rất nhiều rồi, ghế thứ ba em cũng trải nghiệm rất nhiều rồi đó. Ngồi thì chiều cao mà dưới 1m7 á, chúng ta ngồi thì nó sẽ thoải mái ở cái hàng ghế thứ ba với hai vị trí ngồi. Còn chiều cao mà trên 1m7 thì ngồi nó cũng sẽ hơi chật một chút xíu cho cái chiếc Fortuner phiên bản máy dầu thu rộng một cầu này. Vậy thì so sánh trực tiếp, bây giờ chúng ta đã bỏ đi cái phiên bản số sàn rồi, về an toàn vẫn sẽ được trang bị 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ hàng ngang dốc đó. Chúng ta sẽ chọn cái chiếc Fortuner phiên bản máy dầu thu rộng một cầu này hay không. Với mức giá 20 mấy triệu, nếu chúng ta có được những cái trang bị option này nếu như mua năm 2023 hay không đó. Và những cái option cắt đi em Vân cũng đã kể rất là chi tiết cho quý anh chị rồi. Về an toàn thì không có cắt đi bất kỳ cái nào nha quý anh chị nha, chỉ một vài option nhỏ thôi. Đó, cái này chúng ta thể trang bị thêm trực tiếp trong đại lý, hoặc là chúng ta thể ra ngoài trang bị theo nhu cầu của chúng ta. Nếu thực sự chúng ta thích chiếc này, nó mức giá thì nó đang quá là tốt rồi. 1.055.000 là chưa tính giảm giá của đại lý nha quý anh chị nha. Vậy thì chúng ta sẽ cùng em Vân đến với phần giá để xem chi tiết hơn về chiếc Fortuner này nha. Và đó là về những cái trang bị mà chúng ta đã bị cắt đi trên chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu thu rộng một cầu màu bạc đang được cho bên em Vân đây. Và chiếc xe này thực sự của chúng ta có xứng đáng để chúng ta sở hữu trong kho xe của nhà chúng ta hay không cho tháng 3 của năm 2024 này? Thì quý vị hãy để lại bình luận xuống dưới cho em Vân biết nha. Hoặc những quý chàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, thấy thực sự mức giá đó nó hợp lý với những gì chiếc xe này có, thì quý chị hãy cùng em Vân tiến vào đối với phần giá của chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu thu rộng một cầu này nha. Thì đầu tiên quý chị đã biết rồi, mức giá limit do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe này sẽ là 1.055.000 đồng. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe này sẽ có mức giá là 1.185.000 đồng dành cho chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu thu rộng một cầu này. Và chiếc xe này của chúng ta thì hiện tại nếu như mà chúng ta lăn bánh tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương hoặc Long An sẽ chỉ còn lại là 1.166.000 thôi để sở hữu chiếc xe này. Và chương trình khuyến mãi hiện tại dành cho tháng này thì đang cũng rất là tốt, nhờ được tặng những chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Đó như là giảm giá tiền mặt này, tặng phụ kiện này, và trang bị những cái option trên xe như phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình để trang bị những món phụ kiện cơ bản khi chúng ta mua mẫu xe Fortuner phiên bản máy dầu thu rộng một cầu này. Ngoài ra thì chương trình hậu mãi về sau cũng rất là hấp dẫn, miễn phí bảo dưỡng về sau và cùng đó miễn phí thường niên bảo hiểm khi chúng ta mua bảo hiểm tại hệ thống Toyota Hùng Vương. Đó, những quý chị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vân vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng khi mua xe tại hệ thống Toyota Hùng Vương nha. Và dành những quý chị nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp, hiện tại chúng ta vẫn có thể vay từ 80 đến 85% giá trị xe. Về hồ sơ thủ tục thì cũng rất là đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng.
Và để biết thông tin chính xác nhất về hồ sơ chúng ta cần những giấy tờ gì, mức lãi suất hiện tại là bao nhiêu thì quý chị hãy liên hệ ngay cho em Vinh rồi số hotline bên trên màn hình hoặc các bạn Zalo để được tư vấn chi tiết nhất nha. Và nhà những quý chị nào muốn đến trực tiếp hệ thống Toyota Hùng Vương để coi xe hay lái thử trải nghiệm xe, hãy tới tại hệ thống Toyota Hùng Vương bao gồm hai chi nhánh. Chi nhánh số 1 nằm tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh số 2 nằm tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm xe và đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta nha. Và cho những quý chị nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh TV Tỉnh nha. Mà thấy video này hay thì hãy chia sẻ video này để nhiều khách hàng biết tới hơn vì cái sự thay đổi của Fortuner này với mức giá mới tốt hơn và hợp lý hơn rất là nhiều so với túi tiền của khách hàng. Và em xin chân thành cảm ơn quý chị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh CV Tuấn của em Vinh. Em xin cảm ơn.